Chào cả nhà trở lại. Hôm nay Khải Toàn chia sẻ phương pháp thanh tẩy ngôi nhà, thanh tẩy uế khí, xua tan vận không may. Vài người thắc mắc xông nhà là gì? Xông nhà là nghi thức thanh tẩy không gian sống, tống khứ hay tiêu trừ uế khí, tiêu trừ hung khí, yêu khí, tà khí, xua đuổi linh giới, xua đuổi cả ma cũ hay ma mới, ra khỏi ngôi nhà của mình, giúp không gian thanh tịnh, đón vận may mới. Đó là mục đích của việc xông nhà tẩy uế. Chư vị có thể thỉnh bộ thảo mộc xông nhà của Khải Toàn hoặc thỉnh bên ngoài tùy ý. Tuy nhiên có thể kèm bài chú nguyện Khải Toàn biên soạn khi xông nhà cửa trong video này. Chư vị có thể xem chi tiết thêm trên website. Chư vị lưu ý, khi chú nguyện xông nhà tẩy uế, tâm thân chư vị nên thanh tịnh. Bài chú nguyện và từ trường căn nhà sẽ linh nghiệm. Ngày ngày nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là phương pháp thanh tẩy ba nghiệp thân, miệng, ý. Công năng của xông nhà tẩy uế như thế nào? Có một quyển sách mật tông tiêu đề Trừ tà siêu độ. Trước là trừ bên ngoài, sau là trừ bên trong. Trong ngoài thanh tịnh, phước báo hiện tiền. Ai cũng muốn xua tan đi vận xui xẻo, đón nhiều may mắn. Có nhiều lối thanh tẩy. Thanh tẩy ngôi nhà là thanh tẩy bên ngoài, thanh tẩy tâm là thanh tẩy bên trong. Khải Toàn chia sẻ cách xông nhà thêm may mắn. Phương pháp tuy đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm. Tuy nhiên nên cẩn thận khi thực hiện vì liên quan đến lửa. Vì khi xông nhà ta phải đốt những bộ thuốc, để khói trong nhà những vị thuốc xông và lan tỏa khắp ngôi nhà. Vì vậy phải đặc biệt cẩn trọng, tránh phát sinh những việc không may. Trong phong thủy học có một câu chuyện, ngôi nhà đã từng cháy là ngôi nhà tốt. Tất nhiên không có người đã mất. Nghe có vẻ kỳ lạ. Thực tình thì lửa và ánh nắng mặt trời không chỉ diệt vi khuẩn, lửa và ánh nắng mặt trời còn có thể hóa xác từ trường xung quanh, giúp tái tạo lại năng lượng cho không gian. Chính vì điều đó nhiều người bán buôn ế ẩm đôi khi họ đốt phong long. Công năng của bộ thuốc xông nhà tẩy uế có công năng kỳ diệu với một điều kiện. Khi gia chủ xông nhà nên kèm theo chú nguyện. Nghi thức xông nhà như thế nào? Khải Toàn xin hướng dẫn cho nhà phố và nhà căn hộ, chư vị nên cẩn trọng khi xông nhà, hạn chế lửa bỏng và khói làm phiền hàng xóm. Sau khi đốt bộ thuốc xông nhà theo hướng dẫn, đi từ tầng trên cùng xuống tầng dưới cùng, xuống tầng trệt, đi thẳng ra ngoài cửa chính, vừa đi vừa khấn nguyện. Với nhà ở căn hộ, chư vị đi qua các phòng và cuối cùng ra ban công. Nhà không có ban công thì bắt buộc phải ra cửa chính, vừa đi vừa khấn. Có thể xông nhà vào ngày dọn bàn thờ của cuối năm hoặc ngày của cuối tháng. Thời gian trong ngày nên từ 7 đến 19 giờ. Chư vị chuẩn bị sẵn một hũ cồn khô, có thể kèm ít móng tay, ngụ ý là xả đi những xui xẻo. Mở hộp thảo mộc xông nhà, dùng búa làm vụn viên than đen, cho ít cồn vào than đốt tầm 15 phút. Sau khi than cháy đều, cho bịch thảo mộc vào trước. Sau đó rắc kèm bao bột vào sau là để xông nhà. Nên đi từ tầng trên cùng xuống tầng dưới, đi chậm rãi, vừa đi vừa khấn nguyện. Đi xuống tầng trệt, đi thẳng ra cửa và để ngoài cửa. Đây là đối với nhà phố, còn nhà căn hộ mang ra ban công. Đợi tầm 10 phút sau, dùng nước dập tắt lửa, bỏ thảo mộc đã cháy đi. Với nghi thức thanh tẩy không gian sống này, tống khứ hay tiêu trừ uế khí, yêu khí, hung khí, tà khí, xua đuổi linh giới. Xua đuổi hết những thứ không may ra khỏi ngôi nhà của mình, giúp không gian thanh tịnh. Bài khấn nguyện khi xông nhà xả xui. Bài khấn xông nhà xả xui này tùy vào quan niệm và tín ngưỡng mỗi nơi.
chư vị theo Phật thì cầu Phật, chư vị theo Chúa thì cầu Chúa, nhưng nhất định khi thực hiện tâm phải thanh tịnh. Bài khấn nguyện Khải Toàn khuyến nghị: ví dụ con tên là gì, cư ngụ ở đâu, kính ông bà tổ tiên, kính thổ thần thổ địa, kính chư thiên chư Phật, kính Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Hôm nay, ngày mấy, tháng mấy, con thanh tẩy nhà cửa, thanh tẩy không gian sống, thanh tẩy tâm phiền não, tiêu trừ uế khí, hung khí, yêu khí, tà khí. Con kính xin chư vị gia hộ. Gia hộ cho một sự khởi đầu mới, được gia đạo an hòa, cả nhà may mắn phát đạt, buôn may bán đắt. Khách hàng tốt tính, thiện lành, công việc thuận lợi, gặp thiện tri thức, gặp quý nhân, tiền bạc sung túc, vạn sự hanh thông, tâm thân an lạc. Bản thân con phát nguyện, nghĩ lành, nói lành, làm lành, tránh ác, xin ơn trên gia hộ. Cuối cùng, niệm 9 lần câu Om Mani Padme Hum. Nên xong nhà xả xuôi vào lúc nào? Nên xong nhà vào lúc nào là nhiều người thắc mắc. Vào ngày dọn bàn thờ cuối năm hoặc ngày cuối tháng, thời gian từ 7 đến 19 giờ trong ngày, không nên làm quá tối. Hoặc có thể bất kỳ thời gian nào cảm thấy ngôi nhà ngột ngạt, tâm thân không thanh tịnh, vẫn có thể xong nhà. Tuy nhiên, không nên thái quá, tối đa một tháng một lần là đủ. Việc thanh tẩy uế khí giúp cho ngôi nhà được thanh tịnh, giúp cho không gian sống đón khí trường mới, xua tan yêu khí, uế khí, tà khí, nhưng không thể xóa nghiệp nhân của mỗi người đã tạo. Để thanh tẩy nghiệp bất thiện của bên trong, không gì bằng tu 10 nghiệp thiện thông qua kinh thập thiện, tu sửa 3 nghiệp thân, miệng, ý, có như thế vận khí mới hành thông, tự mình tìm từ trường lành để tương ưng. Gói xong nhà, chư vị có thể thỉnh trên trang web của Khải Toàn hoặc có thể thỉnh bất kỳ bên ngoài, kèm theo bài chú nguyện Khải Toàn đã biên soạn. Nên lưu ý, khi xong nhà, tâm thân phải thanh tịnh, tâm thành việc sẽ ứng. Những lưu ý khi xong nhà tẩy uế. Khải Toàn khuyên chư vị đặc biệt cẩn trọng với lửa, tránh bị bỏng, tránh xa các vật dễ cháy, tránh xa trẻ em, cẩn thận khói ảnh hưởng đến hàng xóm. Tốt nhất trong nhà nên có bình chữa cháy. Với người dị ứng mùi có thể mang khẩu trang. Dùng khay bạc hoặc nồi để đốt than, có thể dùng nồi cũ dùng xong rồi bỏ. Nên có một tấm lót cách nhiệt bên dưới nồi và bên dưới cùng là một chiếc dĩa. Thời gian xong nhà vào cuối mỗi tháng hoặc cuối năm khi dọn bàn thờ. Nên xong nhà trong ban ngày trước 19 giờ. Để ngôi nhà vượng khí, giữ nhà cửa sạch sẽ, thường xuyên mỗi 2-3 tháng thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà. Giặt rèm, mền gối, xông tinh dầu. Bếp, cửa khí và giường là 3 nơi quan trọng nhất. Luôn sạch sẽ, không nên có mùi. Đối với tạp vật hoặc vật ít dùng, bỏ hoặc đóng thùng kín để không phát sinh khí khuẩn. Để giữ tâm thanh tịnh, không gì bằng xả bỏ đi hết những phiền não, những oán giận cũ, những tâm tánh tiêu cực trước kia, tu sửa 3 nghiệp thân, miệng, ý. Thanh tẩy như thế, trong ngoài thanh tịnh, vận khí sẽ hanh thông. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.